Anh thức dễ gì vậy? Đang vẽ trò chơi. Trời ơi, nữa hả? Hại tụi em cái gì vậy? Hại gì mà hại, cái trò chơi này á là cái trò chơi rất là đặc biệt. Đó, là phần thưởng thì nó cực kỳ lớn luôn. Ủa mà sao mà mấy nguyên cái tem đâu mất tiêu hết trơn, từ sáng giờ không ai lại hết trơn. Bệnh hết trơn rồi. Bệnh gì vậy? Ho quá trời ho luôn mà kìa, đứa nào cũng ho hết trơn. Nguyên đám ho luôn, em có bị ho không? Em ho từ sáng tới giờ luôn. Anh trời, không thấy em có chuyện khác không? Trời trời, có khi nào F0 không trời? Em F0 thì anh thức cũng F1. Tránh xa anh không có bị. Bởi vì anh em gì? Anh em xương máu mà, thằng chịu sáo. Anh em uy tín thì sao? Thằng chịu chín. Ghê vậy. Ơi nói ra em bị ho mà bị khô cổ họng phải không? Nó nhột nhột hoài rồi ho tối ho nè. Em đâu có ngủ được đâu, thức từ sáng tới giờ luôn. Đó, đổi giọng luôn rồi đó. Thì đó không, trời ơi, ho hả là khan tiếng luôn á. Ê, nói chung là nguyên đám ảnh bị ho hết trơn phải không? Có mà anh không bị. Sao vậy? Anh có cái thuốc anh sử dụng. Sao anh em mà tự nhiên đứa không ho trời? Cái đó là bình thường, tại vì là anh cũng hồi tối anh cũng bị ho. Nhưng mà anh sử dụng một cái này là bảo đảm ngắt cái cơn ho ngang lập tức. Thuốc gì? Sáng dậy muốn thuốc cũng vậy à? Anh không có sử dụng thuốc Tây. Anh là sử dụng cái thuốc nam. Nhưng mà chị ho cực kỳ hay luôn. Đại đình mốt á, là ở nhà mình á, thì có ai mà bị ho khan nè, ho gió nè, ho có đờm nè, làm theo cách này của mình, bảo đảm là sử dụng một cái là ngắt cơn ho ngay luôn. Còn là muốn hết luôn á thì sử dụng chừng 3 lần là hết, một đêm một là hết. Nhưng mà cái gì kìa chị, cái gì kìa? Vậy bây giờ em điện kêu tem lại chơi đi, rồi anh sẽ làm cái này anh chỉ cho em thử coi, nếu hiệu quả không hiệu quả thì em làm cho tem uống sử dụng luôn. Đâu anh làm cho em ơi. Vậy chờ chút xíu ha. Đây chút xíu cũng có nhảy xong nữa nè. Nhảy xong rồi. Xong rồi. Rồi đó. Có này Liên không? Gì vậy? Nè. Ăn chanh ơi, sáng giờ em ăn rồi không hết đâu. Ai kêu em ăn chanh? Vậy chứ sao? Anh lấy chanh ra làm gì? Chanh này là không có ăn nha đại đình. Thứ nhất á là ai bị ho á là ho giờ ha nè, ho gà, ho gió, ho có đờm. Hoặc là ho khan, ho khô cổ họng á. Thì mình thứ nhất là mình sẽ sử dụng chanh nha đại đình. Chanh á thì mình cắt ra vậy nè, còn chút xíu mình lấy cái hạt thôi. Còn thứ hai á là mình sử dụng là muối họ hột. Đây mình sử muối là dụ muối hột mới hay nha. Còn muối bọt nó không hay bằng muối hột. Thì chanh nè thì mình sử dụng là khoảng một chục cái hột chanh nha đại đình. Đây mình hột đây đây mình lấy cái hột thôi. Một nè. Chứ anh tưởng anh hai. Chỉ em ăn chanh chứ. Ba. Đó. Đau hỏng quá. 4. Bảo đảm em luôn, sử dụng một cái là hết trơn liền. 5. Khoảng chục hộp nha. Chục mười mấy hộp cũng được, tùy theo hộp nhỏ hộp bự. Nè. Hộp nhỏ nhỏ gì hả? Chanh làm gì, nhai hay luôn cái gì, nuốt luôn cái gì? Không, anh làm cho chút xíu em sử dụng, bảo đảm em. Đang ho cỡ nào ho nha, nhưng mà sử dụng cái là hết ngang liền. Vậy ha? Đâu là cái này là anh dám bảo đảm luôn, hồi tối anh ho ha. Ho mà ngủ không được luôn đây đình. Đúng rồi. Nhưng mà mình sử dụng cái này là mình cảm giác mình bình thường lên luôn á. Tại hôm gà mình quay có những cái clip mà chung với Liên Ngô á, là có nhảy xong nhảy nọ nè. Clip nào đám bệnh chân luôn. Nguyên đám mà bệnh hết luôn đại đình. Đó. Đây đây mới học nè. Đó mình sử dụng là khoảng một muỗng hột chanh đây nè. Đây đây đại đình thấy không? Đây. Mình gom lại khoảng chừng được một muỗng về được nè. Đây một ít gì nữa ha. Rồi mình bỏ vô đây á là khoảng một cục muối bọt hột. Đây một cục nhỏ vậy đây. Đó. Muối hột. Bỏ thêm miếng nữa này. Đó rồi cái mình sẽ lấy chài mình giả cái này ra. Giả cho nhừ ra luôn ha. Đây, giả hột chanh á, cho nhuyễn ra luôn. Chanh hả? Hột chanh nha chứ phải là cái miếng chanh nha. Đại đình ơi, đại đình đâm á sao cho nó nhừ thiệt là nhừ vậy nè ha. Nó nhuyễn nè. Đó, nó nhuyễn nhuyễn vậy nè. Đó mình cào xuống. Đó, còn mình sử dụng cái này nè, mình ngậm. Bảo đảm luôn, ngậm vô một cái là thông hết ho liền luôn á. Cái này là cái này anh dám bảo đảm luôn, tại anh mới sử dụng. Vậy ha. Cho em làm. Nhưng mà rất là hay luôn. Đây mình sử dụng là phẳng nè, mình ra là phẳng được một muỗng vậy nè. Muỗng gì ha? Đây, một muỗng vậy đây. Thì mình ngậm, mình nút nước từ từ vậy đó. Vậy hả? Mà cái này thì nó hơi đắng nha, ngậm đừng có nút nước liền nha. Ngậm để chút xíu cho nó trong họng mình nó tỏ cảm giác chút xíu nước miếng á. Mình nút từ luôn. Tại vì hột chanh á nó có vị đắng, nó làm thông cái cuốn họng giả mang luôn. Vậy thử coi. Nè. Ngậm đây, chút xíu hả nút nước à. Đừng có nuốt ra lại lên. Cái đó mình ngậm mình nút á, chừng nào mà cảm giác mà cái hột chanh á là nó hết chân vị đắng á thì là mình sẽ nhả bỏ phun bỏ. Nếu mà ai á mà bị á
mà đang ho phải không, sử dụng một lần thôi là cái cuốn họng nó cảm giác nó thông lại, lỡ hết ho. Còn ai mà đã bị mà vài ngày rồi á thì mình sẽ sử dụng cái này là khoảng 3 lần, một đêm mình sử dụng 3 lần thôi là cái cảm giác đó. Hay là một đêm? Thì một đêm á, một ngày, thí dụ em sử dụng ban ngày thì 3 lần hoặc là ban đêm 3 lần cũng được à. Tại vì ho á, thì thường thường làm ban đêm nó hay bị ho là lúc mình ngủ á, thì trước khi đi ngủ á mình làm cái này nè, mình ngậm vô là nó hết ho. Hay thấy sao, cảm giác hay sao, đắng không? Nó hơi nhẵn nhẵn thôi chứ không đắng lắm. Nó hơi nhẵn nhẵn thôi nhưng mà có cái hậu muối hơi mặn mặn nhẹ phải không? Đó, nhưng mà nó hết ho mau cực kỳ luôn. Nhưng mà nó thông thiệt nha. Nó thông luôn á, hồi nãy á, em nói chuyện hồi nãy là còn ấy ấy á, bây giờ đỡ nè. Đúng rồi, lại ngậm vô chút xíu là đỡ rồi. Hay thiệt. Hay lắm luôn á Đại Đình. Hồi đêm hôm là mình ho đó mà bây giờ mình sử dụng rồi, bây giờ mình thấy tiếng mình thông thao đàng hoàng không? Không. Hồi nãy là ngọc 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 cổ em á, em cứ ho hoài luôn á, nhưng mà ngậm cái này hết ngọt luôn. Hết chưa? Im không? Đó, ngậm chút xíu rồi phun bỏ. Đó, rồi một đêm đi tối nay nè, em ngậm bây giờ một lần. Phi phi em làm một lần nữa. Và thí dụ mà lửa đêm mà có bị ho thì ngậm vô một lần nữa. Tại vì cái này á, mà ngậm vô là cái cơn ho nó bị ngắt ngang liền, nó không còn ho nữa. Rất là hay luôn Đại Đình. Hoặc là ho khó ngủ gì đó mình nên sử dụng này ha. Thì đây là cái cách mà trị ngắt ngang cơn ho của mình nha. Thì ai mà bị lâu rồi á, thì mình sử dụng là một đêm khoảng 3 lần. Còn ai mới bị mới mà ho cạch 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 á thì sử dụng một lần một hết rồi. Bảo đảm Đại Đình luôn. Thấy ngắt ngang chưa? À, Đại Đình thấy mà cái bài thuốc này của mình á có hay có ít á thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoặc biết thêm một cái cách nào mới hay hơn để trị ho thì nhớ comment bên dưới giùm mình nha. Còn cái cách này thì mình bảo đảm với Đại Đình luôn, ngậm là hết, ngậm là hết, mình đã sử dụng rồi. Liên hồi sử dụng thấy sao, được chưa? Thông cổ họng luôn á. Hết ngọt, không có đắng luôn. Lắm nha Đại Đình. Đúng rồi. Hay thiệt, công dạ. Nhận sao đó. Anh biết vậy, sao không biết trời, ta anh chị anh ho hoài mà vậy ha. Rồi bây giờ điện rủ tem vô chơi đi. Để em điện.